tôi chở về. Không được, con biết ở môi trong đó con tưởng đi vô lượt rồi cọp ăn rồi. Mà mình nhờ tôi thì có mình hắn lớn, lo ông bà không được. Nó nói, rồi thì chờ bà nghe chi, bà ở tù. Nó nói, trời ơi, ai ở người tù. Nhưng mà cái biểu tôi làm cái cách đó là không có được. Tôi đưa con tôi vô cọp ăn, còn tôi rã trường đơn, mấy ông rã giấy thơ lên nữa thì việc cộng họ ba lái được họ thấy rồi họ nói ông đi phản bội ông giết cả không được như là nó qua nó về mấy cái thấy ấy là không thọ về thì là bắt cái thằng công của thằng đầu nó để hắn bắt thằng đầu thằng công của đầu hắn cũng mới có 10 tuổi rồi nó hỏi thì thằng nó hắn cũng không vui lắm rồi hắn nó quanh nó con rồi hắn nó con chỉ biết học cái con không biết cái ba con đi mua nữa. Mà mai con là nó ba con đi về ngồi đi chơi mà đó rồi về mà ngày mua con rồi nó thở về thì cô thấy cái năm ở nhà bà thì đã con thì nhỏ mà là làm cái chuyện sống đây cô mới răng đậu phụng làm kẹo đậu phụng cắt ra nhỏ nhỏ rồi gói lại đi bán hắn lột tung hết lột giấy hết kẹo mà lột giấy ra thì ướt làm răng bán thì hắn cho bán kẹo thì cô là làm bánh in bánh đậu xanh đó thì hắn cũng gỡ ra thó hết ra nhưng mà hai ba lần rồi thì hắn cũng còn để cho mình đi bán được ít sao về nói với bà nội nó ngọt trong mẫn chi hắn cũng đem xé phó để chừng làm nó thôi con gói bánh uống đi bán bà nó bà bài cho cách gói bánh uống rồi bánh uống thiện ra anh sẽ rồi hắn nói là tài liệu hắn sẽ sẽ nhiều lần cô ra cô nói với cái thằng đồng trưởng ở hàng con nó rồi chứ rằng mà họ bán bánh uống ra mấy ông sẽ mà rằng tôi làm tôi bán là mấy ông cái sẽ hết trơn ra nó bỏ việc cầm nó việc cầm họ đi hết trơn rồi vẫn ở đây việc cầm họ đi hết rồi họ rút đi họ về rừng về núi hết tới mua đây mà việc cầm con tôi một bài mà tôi việc chậm cái chi cái bữa nó cô về cô nó trời không biết suy nghĩ cái trang này làm bánh chi hắn sẽ bữa nó cô mới rót mía cô đi bán nấu khoai hắn sẽ cô rót mía đi bán là hắn lấy tù thừa phủ tôi chính trị sư phụ ráng lo mà trời tình thương thì chỗ cô đi xuống đó Thuận Hòa đi xuống đó khoảng bằng đây xuống chỗ Từ Đàm cô xuống cô ngồi cô bán mà cô nói đây cô không cho mấy đứa nhậu đi cô nói mình đi bán hay chắc không đủ thì cô vừa bán ai mua thì cô cứ từng đầm nó ai mua thì cứ tới gọi tiền đó cho cô rồi lấy đi cô mặc ngồi cứ liếc chừng cái thằng cảnh sát cái cô thấy đi tới thì cô cũng nói đi em mua mía à bà tiếp tế việc cộng mía chi nó giơ cái chân đó cô chụp cái chân đó hạ tay của cô ôm cái chân nó trời ơi chứ con đi con mua thôi chứ đang con mai chứ không con đó đổ ruộng mía cô rồi ba việc cộng tiếp tế cho việc cộng nó cho việc cộng ở đây trời ơi con ngó thử toàn là mấy người lao công nó họ làm mệt nhọc rồi họ lại họ mua mấy lúc mía họ làm chống khỏe chứ việc cộng ở đây mà con cứ nói việc cộng thôi con ngồi đây ngồi xuống đây với cô rồi ai tới mua mía là việc cộng thì con bắt nó thì cho trung con tức dễ sợ không thì cái hồi nữa mình nếu như không có con cái thì mình lại nhắm một đấm
Thế rồi tháng đó nói với bà cù lần nó không nổi, nó rồi chờ gửi cho tôi bán không nè, để cho tôi bán á thì tôi ngồi đây, không tôi bưng về công tôi ăn, chứ đừng đó đừng đổ mà có tội. Nó rồi lẫn bỏ đi, nó rồi chờ trưa 10 giờ hắn trở lại, hắn còn trở lại nữa không ấy, con nó còn thôi bưng về cha được rồi, nó bưng về. Rồi về ở nhà, ôi trời, cô xuống đi chỗ trước ngầm môn á, chặt mấy cái cây củi, cây mâm nêm á, về phơi chỗ. Rồi lội với hồ với ớt trong uống, thì cho phép. Hồi nói là không thấy cực nè. Cái rồi đến mùng 1 tháng 5 năm 72 á, chiều là khoảng 6 giờ thấy có cái thằng nhỏ nhỏ vô, thằng nó bà có mời, có người mời ở dưới quận, mời bà về quận có họ giấy mà thằng nó họ biểu con lên mời bà, con chở bà về chứ không giấy tờ chứ mà ông nội bà ông nội bà nội ông nói thôi con cứ đi việc nhà có ba mẹ ba mẹ con cứ đi. Ông chở xuống thì ông chở vô trong quận thì đã có một đông lắm người đó rồi, thì ta vô cô vô thì mấy người nó đây mình bị bắt rồi cô ơi, thôi mình đừng có buồn nữa. Việc mình làm thì mình cứ làm, còn bắt mình thì mình không khai luôn cô ấy. Đánh ấy còn đừng cả dặn nhau đấy. Rồi vô thì hồi nữa vô đến đó rồi tự nhiên thấy chị em anh em mình cứ tự quên mất cái ở nhà con ấy. Rồi vô đó là tối nằm là cứ chuẩn bị hỏi chi để mà khai, mà hắn đập thì mình như thế nào. Hai ngày để thấy ông nội cháu mà trước khi cô hắn bắt cô là cô bán một con heo được 7 ngàn bỏ trong cái túi, thì khi nó là ông chở thằng Mạnh đầu vô tham, thằng Mạnh hồi nữa hắn mới có 11 tuổi với thằng Út đứng bằng đây ở bên cái nhà bên kia rồi. Ông nói vô thôi, ông đưa một lon Vigo luôn tôm khô đó, cái rồi ông đem vô thì ông ở ngoài nữa, ông hỏi vô món cỏ cái sân rộng đấy, ông hỏi con khỏe không, nó con khỏe rồi, hỏi ở chuyện nhà rồi bên nhắn ra với thằng con là tiền mày để bán heo rồi mày để chỗ nơi đó, con về lấy mà mua gạo với mua thuốc cho bà nội. Thì em không nghe bữa nói với cái thằng gót á, nó công ra con nói với ông á là tiền bà bán heo bà để chỗ cái vali á, ông về mà ông lấy mua gạo với mua thuốc cho bà. Sao mà hắn giọng vô cho hắn không cho nói nữa, kéo đẩy vô. Mà hồi nữa cô thì đi theo bằng ta thông cho có chứ áo quần không có, vô rồi chị em dựa nhau rồi đó, người đi người tây, bởi cho mình có cái tình thương vô bờ bến của đồng đội, được sống với nhau một tuần. Trời ơi con biết không, đi hết bọn hắn cũng đi chứ đâu hắn không ở nhà, bởi vì đánh ngồi cũng trị mở ra hắn lóng chuồng hết cầu tiêu hắn không dội, con biết không, con dầu ăn to đây nè, con dầu ăn to đi ra mặn bò lúc múc lưỡi lưỡi ra mình ra thì không cách răng mà để cái chân xuống mà đi tiểu nữa, chừng nấu mà nghe ghê dò bằng cái con bút nữa rồi. Rồi ở do mở thường trên
trên chỗ thẩm vắng đó. Rồi một tuần nó đưa xuống thừa phủ đưa xuống thừa phủ cái đó thì đùng đùng cái đó nó biểu đi ra xe anh chở túc xuống Thuận An bỏ vô cái tàu đưa đi. Mà hồi nữa là khi mà xuống cái đường mà đi xuống Thuận An chở xuống đó, là đồng bào họ ra Nam đi học cỏn họ không cho xe đi, họ nói là rõ con họ cho họ. Rồi cái Nam nữa thì hắn sợ có thêm súng kéo vào trong bờ lề nó đánh, rồi nó đánh chỗ này họ chạy chỗ khác, Nam mà xuống tới dưới biển cái hắn dọn vô cái tàu to bằng cái nhà đó đó xuống cái nơi mực đẩy cô vô làm cô sai ly bì chẳng biết. Nhưng mà khi mà hắn xuống xuống cái khi mà xe mà đưa xuống dưới cái chỗ cái bến tàu á, khi mà ra ngoài đỏ rồi con biết lên đỏ rồi là coi như gạo lương khô á, thì có chi lấy hết bánh kẹo lương khô lên theo là hắn lấy hết tiền là chi lấy hết. Cô thấy đường tay lái và cô trong túi cô cũng cầm được ngon. Cô nhúng cái quần xuống dưới nước ướt rồi cái cô vác lại, cô bỏ tiền vô trong đó, cô vác lại, cô để đó. Hắn xuống lục rồi cô nói đó, đồ thôi, cái chừng nói đó, chị có một gói lương khô thôi, chứ có chi nữa không? Mà nhờ cái máy đồng bọt ở trong đó, mới rồi vô ra ngồi nữa. Thì khi mà ra ngồi nữa rồi thì mình thấy, không biết bao giờ mà về đó. Cái giờ nhờ ra ngồi nó về ngày cái rồi nhờ mấy cái thằng kiểm soát á, hắn mới mua cho gói mì tôm tuyệt thực mà ăn chứ ăn chứ. Còn cơm á con biết không, nước rồi ở trên đi là nước cầu tiêu không sổ ra rồi chả xuống giếng là múc lên nấu cơm mà gạo trắng nhưng mà nấu ra rồi vẫn khe, không ai dám ăn hết, cứ mua mì tôm để ăn lần ăn cầm hơi. Anh bây giờ nó là ăn uống với là cuộc đời sống mà nó cô nói thôi chữ sướng thế này mà mai cũng nói này nó nọ thì nếu như mà khi trước mà mai là ngụy mà mát mai nó đánh bành rồi chắc bắt khe thuốc hết, không chịu khe thuốc hết thì cũng ngô nữa mà độc lập với tự do. Chị nhiều khi trừ con ngồi của nó rồi mà cô cứ nghĩ anh em mỗi đội của mình cũng xưa cực thù đài cực khổ thành thương lắm. Khi mua mà nó là đóng góp cho bộ đội đi ra đỏ rồi cô thấy mình có trách nhiệm. Thành bây giờ cô chỉ có ước rằng mà lãnh đạo nhà nước chính phủ mình có một cái đặc ân cho những người mà tù mà còn là có nửa thân người cụt tay cụt chân bộ đội nữa, giúp đỡ họ để cho họ sống cái cuộc đời cuối đời nó thanh thản. Chứ còn như cô thương binh thì hắn chỉ xương cốt ấy thôi, cho mình cũng vẫn còn đi làm được mà. Thì mình cũng không trông mong đi là để cho mình, nhưng mà nhiều khi cô đi cô tới mấy trong thương binh mà cuộc tay cuộc chân hay là còn một mắt, nhiều khi lương cô chừng nãy cô chẳng cấp cần cô giúp được. Cô nghĩ đến bọn mẹ đang giúp để cho mà trong bây giờ mình có cái sướng đây là có không lo của anh em đồng chí của mình. Thì cô ước mơ là bây giờ cũng có một cái gì đặc ân cho bộ đội bây giờ đã chết sướng. Bộ đội bây giờ là nó sướng là vì rằng anh em họ bình đó, rồi họ nuôi heo, họ trồng rau, họ nuôi cá. Thì họ có để mà chứ hồi xưa bộ đội mình đi
thiệt nó thì quân có bận bận bộ đội mà đánh vô Huế này không biết không, quân mà sang lên tới đường gối áo cánh ướt mềm chứ đâu có phải như trời. Thành ra là nó trong 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 cái hội thương binh của cô mà đúng không, mà hồi trước mà xong qua mà chiến trận bây giờ cô cưng á thương tháng nay chị cũng bị dù cũng đánh đập cực với cha đó nó không chị cực, nhưng mà chị còn có ăn, chị ở tù nhưng mà chị mua được mì tôm chị ăn với bọn em hồi đó chị nhìn đó chú ở trong đó nhìn đó như khi không còn đó là nhìn đó thôi ăn đó. Thành mình phải thương, phải biết thương. Mà cái ni là có đó con này. Bây giờ nó cái bọn trẻ nó ham thiện nó đi, các cô các chú hy sinh hết tất cả mà trừ được cái chi, tao hỏi rằng là bà nó không được cái chi, nó rằng mà vợ dột đó. Nó nói thì các cô các chú về từ ba đồng lương cũng cực để cho có sướng cái chi nữa, cái nó lương lên nhà nước lâu cho ăn rồi rồi để mà nói con. Còn những cái mà về cái chính sách chế độ thì nhà nước đâu có bỏ lơ. Mình nói với hắn chân nhưng mà mình cũng thấy là nhiều anh thương binh ở nhà cửa nữa cũng chưa có đàng hoàng cho lắm. Ngay như ở tổ cô này có thằng cựu chiến binh mà nhỏ nức nẻ làm đơn xin máy phường chưa giúp đỡ lắm, thì cô bên chữ thập đỏ cô đi vận động chục triệu, cô nói em coi thì nếu như làm được thì bên đi chữ thập đỏ cô sẽ hỗ trợ làm khi mô cáo trả lại cho bên chữ thập đỏ. Hay cái ước mơ của cô lớn lắm con ơi, nhưng mà cô không làm được, chưa làm được bởi vì đồng lương của mình nó quá nhỏ. Con ông là năm người ngồi bác á, ừ. Rồi ở trong đây có chú tú lên rừng, ở nhà chị mình cô đó, vừa cha vừa mẹ vừa con vừa dâu vừa con trai vừa con gái thì mình cô lo cho gia đình, cho nên giờ khám về là thật sướng lắm. Mà không phải mình mà là mọi người đều sung sướng. Bà có thể kể lại cái hôm 30 tháng 4 à? Thế là 20 tháng 3 chứ nhỉ? 26 tháng 3. Vâng, bà có thể kể lại. 26 tháng 3 thì bà là ở trong Quảng Nam. Mà hồi đó thằng công con của bà là hắn là đi tìm bố nó, cho nên nó bị thương, cho nên là bà phải ra nuôi hắn ở Đà Nẵng. Cho nên giờ giải phóng Huế này không có bà. Mà chị giải phóng Tâm Kỳ bò ra mà xong khoa thôi chứ còn Huế thì bò đó. Khi giải phóng Tâm Kỳ là bà đang ở trong đó. Khi đấy thì như nào bà? Ôi trời ơi, trong cái hồi nữa, cái cảnh hồi nữa là mình thấy giải phóng ngay nói giải phóng thì ở trước nhà cô là cũng có cái đồn lính. Thì khi mà hắn cái thằng mà lính ở trong đó hắn ra thường là hắn hay ra hắn chơi, thì hắn hỏi cô trừ giải phóng mà bộ đội tới thì bọn con lắm cái răng đây, nên nói thì bọn con cứ bận đồ xe vinh mà đi thôi, ai biết mấy bận đồ lính gì cho họ bắt, mà họ bắt thì cứ để cứ đi theo đi chứ đừng có chóc, em đi chóc là bị chết. Mà rồi trừ hắn về hắn nó nói con cảm ơn cô đó. Về mà bạn đôi sư viên đây còn cái số mà cứng đầu à, là mình vô mình bác là coi như hai tay để đi trên đầu súng là quan hết. Đi từ Tâm Kỳ mà ra Đà Nẵng đi có một bầy đó. Hồi nữa thấy vui lắm không? Vui mình giải phóng mình vui, nhưng mà rồi mình cũng thương cái số lính là lính đi theo chứ không phải là trốn lính không được, cho nên nó bắt
đi bộ từ Tam Kỳ ra à, là à, vui xếp lắm. Hàng là đi như thế. Rồi mình ấy hay là lính ấy đi bộ từ Tam Kỳ ra Đà Nẵng là dân ấy hay là lính lính nhé chứ bộ đội lính người á hàng binh ấy lính người á đi ra Đà Nẵng để làm gì hả? Thì mình bác hết ra ngoài Đà Nẵng cháu đi cà tỏ. Cái anh mà nói chuyện mà vào thì bà nói đấy thì bây giờ anh ở đâu bà có biết không? Hắn ở Sài Gòn. À, ừ. Cũng bà cũng gặp lại. À, đi Sài Gòn. Anh như có biết bà ở đây không? À, không. Một số nó đợi trời cũng đi lưu lọt hết. Ừ. Tội nó rồi cho hắn chỉ bị bắt à, để đồng viên đó đến đồng viên ừ. Ngày trước mà trước cái giai đoạn mà ông Diệm ông ấy thực hiện cái luật 10 năm 59 để tố cộng với dệt cộng ấy ôi trời à, 559 thì tố cộng ấy thì đến bắt hắn là lần bắt lên nó rồi thôi là hắn tra thôi khỏi chê ừ, cái luật nó là hắn tra thôi mình không chê được hắn rút móng tay móng chân. Ừ. Mà ở trong cô là dân nhiều chỉ dân thôi chứ còn cán bộ là họ lên rừng hết cho nên hắn bắt dân mà theo Việt Minh hồi đó là Việt Minh là móng tay đấy nó rút lấy kềm nó rút nhưng mà rồi khi mà nó ở độc ác như đó rồi dân tự nhiên nó tức lòng lộn lên thì nên theo Việt Minh thôi nhưng trong đâu tức là ngay ban đầu thì không phải là họ đã theo Việt Minh ừ. Nhưng do bị như thế ừ. Bà có biết cụ thể người nào bị tra tấn như thế không bà? Mấy người nó chửi họ chết rồi dạ. Như ông anh của cô đây họ chết rồi anh trai của cô không anh công cậu dạ. Đánh có thì bể phổi nó chết. Ừ. Nhiều người thì giết chết không ạ? Ừ? Có nhiều người thì giết chết không? Ờ, chết nhiều lắm con ơi. Chết nhiều lắm. Có mang máy chém với người nó chém không? Không, máy chém thì ở ông Hòa, chứ còn ở trong cô thì không chém. Hắn chỉ bắn thôi. Bắn. Đem ra cột nạp hắn bắn. Đem ra cột bắn? Ừ. Không tòa án gì đấy không tòa án không tòa đội hết hắn bắt vô lắm vừa để thì nhốt mà không vừa để anh đem ra bán thế thôi lúc đấy thì bị thành phố như thế thì phong trào bị vỡ không ạ? Không nghĩa là khủng bố rồi họ cũng là tìm đường họ vô rừng họ ở cháu là đo ham bí mật ở như cái vườn cô là